Năm thứ ba, chương trình Sắc Mận Cao Nguyên Trắng được tổ chức nhằm tạo điểm nhấn thu hút du khách đến trải nghiệm khám phá bức tranh xuân của vùng cao Bắc Hà khi các loài hoa, nhất là hoa mận, bung nở đẹp nhất. Tại chương trình, người dân và du khách được tham quan, ngắm hoa, chụp ảnh, check-in các vườn mận tại xã Tà Văn Chư, tham gia vào các chương trình văn hóa văn nghệ, thể thao, mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc và các gian hàng trưng bày sản phẩm nông sản đặc sản của địa phương. Trong những năm vừa qua, cùng với sự phát triển các sản phẩm du lịch cộng đồng, thì huyện Bắc Hà tỉnh Lào Cai của chúng tôi cũng đã xây dựng sản phẩm du lịch cộng đồng và lấy thôn Lả Vì Thàng, xã Tả Văn Chư, thôn Trung Đô, xã Bảo Nhai, thôn Lan No, xã Bản, xã Tà Trải là một trong ba làng du lịch cộng đồng để hướng cho du khách đến với thiên nhiên cũng như là đến đây để tham quan, khám phá, trải nghiệm cái vẻ đẹp yêu kiều của bông hoa mận trắng, hoa mận Tả Văn. Trên địa bàn của huyện Bắc Hà thì có các xã của bản liền là cũng đang tổ chức lễ hội xuống đồng, tức là cái lễ hội mà đầu năm để cầu cho mưa thuận gió hòa, cầu cho mùa màng bội thu. Và ở thôn Trung Đô, xã Bảo Nhai thì đang diễn ra lễ hội xuống đồng của thôn Trung Đô, xã Bảo Nhai với cái chuyện nó là cái lễ hội đặc biệt của người dân tộc Tày trên địa bàn của huyện Bắc Hà. Và đối với đồng bào dân tộc Mông thì Tả Văn Chư là một trong những điểm đến đặc biệt hấp dẫn của du khách trong những ngày vừa qua. Thế và riêng cái Tết Nguyên đán vừa rồi thì chúng tôi cũng đã đón hơn 15.000 lượt khách đến với Bắc Hà trong những ngày đầu năm. Đó là con số rất là khiêm tốn thôi. Nhưng mà với cái lễ hội ngày hôm nay ở xã Tả Văn Chư thì tôi cũng có dự đoán rằng là các cái tuyến đường, các cái ngả đường và du khách cũng sẽ dành cái sự quan tâm cho nhân dân xã Tả Văn Chư. Xã Tả Văn Chư hiện có hơn 100 hecta mận Tả Văn. Với việc kết hợp dịch vụ du lịch trải nghiệm trong cả mùa hoa và mùa quả, địa phương kỳ vọng sẽ giúp người dân có thêm nguồn thu nhập, góp phần giảm nghèo bền vững và tạo thêm sản phẩm du lịch đặc trưng cho vùng đất Cao Nguyên Trắng.